Vũ khí địa ngục của Nga khiến Ukraine thiệt hại nặng nề. Nga triển khai đợt tấn công mới bằng khí giàn, Ukraine thừa nhận không chặn được. Nga ngăn chặn thành công hàng loạt rocket Ukraine tại Belgorod. Hé lộ cách UAV Nga ngăn chặn Ukraine tiến hành phản công. Nhiều binh sĩ Ukraine đã thừa nhận rằng bom lượn của Nga đang là loại vũ khí gây thiệt hại nặng nề nhất cho lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Tờ New York Times trích dẫn một quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn 14 của lực lượng vệ binh quốc gia, được biết đến với biệt danh Kiss, cho biết ngay cả những hầm ngầm sâu dưới lòng đất cũng không thể an toàn trước quả bom chứa 500kg thuốc nổ. Tiếng rít của quả bom khi rơi tạo ra cảm giác kinh hoàng cho người lính Ukraine. Binh sĩ Kiss chia sẻ, tiếng quả bom rơi giống như tiếng cánh cửa địa ngục mở ra. Tờ New York Times cũng ghi nhận về một vũ khí mới trên chiến trường Ukraine, đó là máy bay không người lái cảm tử FPV. Đây là loại máy bay không người lái giá rẻ, trang bị chất nổ, bay với tốc độ xe hơi, có khả năng hạ gục đối thủ ở khoảng cách vài km và còn được sử dụng để chỉ đạo quân pháo. Do những phương tiện như vậy, hầu hết binh sĩ Ukraine quyết định bỏ phương tiện của họ phía sau và di chuyển bộ lên phía trước, hy vọng tránh xa tầm ngắm của FPV Nga. Hồi giữa tháng 12 năm 2023, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Nga Yuri Knutov giải thích rằng bom lượn có ưu điểm chính là được lập trình đường bay và điều chỉnh quỹ đạo UMPC, có thể thả bom từ độ cao khoảng 10 km và tấn công mục tiêu chính xác ở khoảng cách tới 50 km. Ông Yuri Knutov tuyên bố, bom bay tới mục tiêu với độ chính xác rất cao, đồng thời máy bay trước hết là Su-34 và các phi công không có nguy cơ bị bắn hạ vì vụ phóng được thực hiện ở ngoài ô phòng không của đối phương. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng bom lượn của Nga có sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS nên sở hữu độ chính xác rất cao. Chia sẻ về vũ khí này, chuyên gia hàng không từ Liên Xô và Nga Pyotr Pustovsky đã tiết lộ lịch sử chế tạo bom thông minh ở Nga. Bom UMPC lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2002 tại triển lãm hàng không Farnborough ở Anh. Công ty đã nghiên cứu và sản xuất nhà nước Basot đã ra mắt 4 loại bom UMPC, trong đó có FAB-500M62. Phiên bản đơn giản nhất của UMPC được trang bị cánh lượn có thể mở rộng khi bay, sải cánh lên tới 2m, cho phép quả bom rơi từ độ cao 50-100m, bay được 6-8km. Phiên bản thứ hai được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, tăng độ chính xác khi đánh trúng mục tiêu ở cự ly 12-15km. Loại thứ ba sử dụng vệ tinh để điều chỉnh bổ sung và tăng phạm vi ném bom lên 40-60km từ độ cao lớn. Phiên bản thứ tư trang bị động cơ đẩy, tăng phạm vi tấn công của bom lên 80-100km. Một điểm tương đồng giữa bom UMPC của Nga với hệ thống đạn tấn công trực tiếp liên quan chỉ đạm của Mỹ là khả năng cải thiện quỹ đạo bom rơi tự do bằng cách sử dụng bộ khí động cơ học định vị GPS. Mỹ đã hỗ trợ Kiev với loại bom này, nhưng là phiên bản phóng từ mặt đất thông qua hệ thống pháo phản ứng HIMARS. Trên chiến trường, các đơn vị phòng không Nga đã tìm ra cách hiệu quả để chống lại GDAM bằng cách thay đổi tín hiệu mẫu và triển khai hệ thống gây nhiễu đường dẫn cho bom GDAM. Chuyên gia Thomas Whittington ở Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh cho biết, quân đội Nga đang sử dụng các trạm gây nhiễu tự động R330ZH Intel được thiết kế để làm gián đoạn liên lạc GPS và vệ tinh trong dải sóng từ 100 MHz đến 2 GHz. Ông lưu ý rằng, các tín hiệu sử dụng GDAM hoạt động trong phạm vi từ 1,164 đến 1,575 GHz nên dễ dàng bị hệ thống đối kháng điện tử của Nga giảm hiệu quả tác chiến. Ngày 8 tháng 1, Nga đã triển khai đợt tấn công mới bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhan và các loại vũ khí chính xác nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào sáng ngày 8 tháng 1, các cuộc tấn công quy mô lớn đã được thực hiện bằng vũ khí trên biển và trên không tầm xa, có độ chính xác cao bao gồm hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhan nhằm vào các cơ sở thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine. Trong đợt tấn công này, quân đội Ukraine đã triển khai lên 108 khu vực riêng biệt, trong đó có cơ sở được cho là nơi hội họp của chỉ huy lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101 của Ukraine. Truyền thông Ukraine trước đó đưa tin cảnh báo không kích và tiếng nổ đã được nghe thấy ở nhiều khu vực như Kharkiv, Dnipropetrovsk, Khmelnytsky, Kryvyi Rih và nhiều vùng khác trong sáng ngày 8 tháng 1. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny xác nhận các cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng của quân sự. Theo thông tin từ không quân Ukraine, họ chỉ bắn hạ được 18/51 tên lửa Nga phóng và không thể ngăn chặn 4 tên lửa Kinzhan, 6 tên lửa Iskander-M và 8 tên lửa X-22 của Nga.
Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat cho biết, trong ngày 8 tháng 1, Nga đã phóng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo vào Ukraine và chỉ có các hệ thống phòng không tiên tiến hoặc hệ thống Patriot của Mỹ mới có thể ngăn chặn chúng. Từ tháng 12 năm 2023, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, căn cứ quân sự và trung tâm ra quyết định của Ukraine. Hành động này được coi là phản ứng của Moscow sau khi UAV do NATO cung cấp bị Kiev sử dụng để tấn công tài sản của hạm đội Biển Đen. Trong thời gian gần đây, Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, trong đó có khu vực Belgorod. Mỹ và các đồng minh khi cung cấp vũ khí cho Ukraine đã ra điều kiện rằng những vũ khí này sẽ không được sử dụng trên lãnh thổ Nga vì chúng có thể dẫn đến leo thang xung đột. Tuy nhiên, bất chấp cam kết đó, gần đây các lực lượng Ukraine vẫn sử dụng các loại tên lửa và đạn pháo tấn công vùng Belgorod của Nga. Mới đây, Nga thông báo đã bắn hạ 10 quả đạn pháo phản lực từ hệ thống pháo RM-70 Rampai của Ukraine nhằm vào thành phố Belgorod, đồng thời ghi nhận có 3 người bị thương trong đợt tập kích. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, âm mưu tấn công của mục tiêu tại Nga do chính quyền Ukraine tiến hành đã bị ngăn chặn trên bầu trời tỉnh Belgorod vào tối ngày 8 tháng 1. Lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn 10 rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực RM-70 Rampai của đối phương. Trước đó, văn phòng thị trưởng Belgorod đã cảnh báo về nguy cơ tập kích tên lửa và đề nghị cư dân ở trong nhà, không gần cửa sổ và tìm nơi trú ẩn có tường kiên cố. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov xác nhận thông tin về 3 người bị thương trong cuộc tập kích và các cơ quan khẩn cấp đang điều tra vụ việc. Các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ trên bầu trời Belgorod khi lực lượng phòng không Nga phản kích mục tiêu. Hiện quân đội Ukraine chưa có bình luận về thông tin này. Ngày 8 tháng 1, tỉnh trưởng Gladkov cũng thông báo rằng khoảng 300 cư dân tại thành phố Belgorod đã được sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời ở xa biên giới, trong khi 1.300 gia đình khác cũng đưa trẻ em đến ký túc xá ở những địa phương khác để tránh những cuộc tấn công từ Ukraine. Từ ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ukraine đã tăng cường tập kích vào trung tâm và ngoại vi của thành phố Belgorod, gây ra nhiều thiệt hại và thương vong dân sự. Ông Gradkov cũng cho biết rằng quân đội Ukraine đã bắn gần 130 quả đạn, bao gồm rocket, đạn pháo, đạn cối, đạn súng phóng lựu và UAV cảm tử, nhằm vào 6 quận huyện của tỉnh Belgorod trong vòng 24 giờ. Trong xung đột ở Ukraine, sự hiện diện rộng khắp của máy bay không người lái UAV Nga đang gây khó khăn cho cuộc phản công của Kiev, làm họ mất đi những ưu thế đáng kể. Theo tờ Financial Times, cuộc xung đột tại Ukraine đã chững lại khi xe tăng và xe bọc thép của Ukraine dễ bị UAV Nga phát hiện và hạ gục trong vài phút. Điều này đã làm nổi bật ưu thế lớn mà Nga đang duy trì tại vùng xung đột với đội quân UAV mạnh mẽ của họ. Quân đội Nga đã tập trung vào việc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine trong năm 2023. Và theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nhiệm vụ này đã được hoàn thành. Ông cho biết quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất hơn 125.000 binh sĩ cùng 16.000 vũ khí trong 6 tháng phản công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, công cụ UAV và hệ thống tác chiến điện tử đã đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này. Kể từ khi xung đột bắt đầu, Nga đã sử dụng UAV quân sự để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào quân đội Ukraine. Trong đó, UAV Lancet của Nga được biết đến nhiều nhất và được truyền thông phương Tây gọi là cơn ác mộng tồi tệ nhất của các lực lượng Ukraine. Trong khi đó, công nghệ tác chiến điện tử của Ukraine vẫn còn hạn chế, khiến binh sĩ và vũ khí của họ dễ bị tấn công bởi UAV dẫn đường, UAV thả bom và UAV cảm tử của Nga. Ngoài ra, Nga cũng triển khai các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến để đối phó với các loại dẫn đường chính xác mà phương Tây cung cấp cho Ukraine như tên lửa HIMARS hay đạn pháo Excalibur. Các chuyên gia quân sự phương Tây từng nhấn mạnh rằng việc Ukraine không có khả năng tác chiến điện tử ngang bằng với Nga là một trong những lý do dẫn tới thất bại trong cuộc phản công của Kiev. Theo lời của các quân nhân Ukraine, từ những ngày đầu cuộc chiến, lực lượng Kiev đã thành công trong việc sử dụng UAV để chỉ định vị trí quân đội Nga để pháo binh Ukraine bắn đạn. Tuy nhiên, sau đó Nga đã nâng cao khả năng của UAV của mình và đã bắt kịp Ukraine. Nga đã triển khai UAV Lancet mạnh mẽ khi Ukraine tiến hành cuộc phản công quy mô lớn. Theo các quan chức tình báo quân sự Anh, UAV Lancet đại diện cho bước tiến lớn trong cách Nga sử dụng UAV. Trước đó, công ty Zala Aero của Nga thông báo rằng họ đã nâng cấp tầm bay của UAV từ khoảng 40 lên đến 64 km. Theo Zala Aero, họ đã thử nghiệm và sẵn sàng sản xuất hàng loạt một loại UAV mới có tên gọi là IsDelize-54 hoặc ITANMAT. UAV này có thể bay được khoảng 200 km và mang theo một đầu đạn lớn. Theo một tài liệu của Ukraine dùng để chia sẻ thông tin với các đồng minh, Lancet có tầm quan trọng đặc biệt trong đội UAV của Nga. Tuy nhiên, tài liệu cũng cho biết rằng mặc dù sản xuất ở Nga, UAV Lancet có chứa một loạt linh kiện nước ngoài. UAV Lancet trang bị các camera truyền hình ảnh cho các trạm điều khiển. Một quan chức tình báo quân sự Ukraine nhấn mạnh rằng Lancet tạo ra một vấn đề cho Ukraine vì hiệu suất của nó trên chiến trường với chi phí sản xuất tương đối thấp.
chuyên gia về UAV tại Viện Chính sách Kỹ thuật Cornell Brook James Patton Roger nhận định, điều này cho thấy nỗ lực của Nga thích ứng nhanh chóng với diễn biến chiến trường, làm cả những thứ mà Ukraine đang làm. Ukraine không có phiên bản tương tự Lancet được sản xuất trên quy mô lớn. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine UAV Switchblade có nhiều điểm tương đồng với Lancet, nhưng không được sử dụng trên quy mô lớn. Những máy bay không người lái UAV có độ chính xác cao hơn so với pháo binh nhưng lại thiếu uy lực. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, chúng vẫn đang đóng vai trò hỗ trợ Ukraine trong việc đối phó với lực lượng Nga. Ngày 8 tháng 1, tạp chí Phố Wall cho biết, từ một điểm bong ke ở mặt trận phía đông nam Ukraine, có thể dễ dàng thấy sự suy giảm đáng kể về nguồn cung đạn pháo của Ukraine khi có 5 hoặc 6 phát pháo từ Nga. Quân đội Ukraine chỉ đáp trả bằng 1 hoặc 2 phát. Trong khi xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ 3, Nga đứng trong tư thế tấn công, được hỗ trợ bởi nền kinh tế đang phục hồi. Trái lại, Ukraine đang gặp khó khăn với nguồn đạn pháo do viện trợ từ Mỹ, người ủng hộ chính của họ vẫn bị Quốc hội cản trở. Với nguy cơ cạn kiệt đạn pháo, quân đội Ukraine ở tiền tuyến đang chuyển sang sử dụng UAV có chất nổ để ngăn chặn quân đội Nga. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Mikhail Fedorov nói, chúng tôi ngày càng sử dụng UAV cỡ nhỏ vì chúng tôi thiếu đạn pháo. Tuy nhiên, ông Fedorov cũng nhấn mạnh rằng UAV không thể hoàn toàn thay thế pháo binh. Lực lượng Ukraine đã gắn nhiều loại đạn và chất nổ khác nhau vào các UAV, một số được dùng để tấn công bộ binh, những loại khác được thiết kế để xuyên thủng xe bọc thép. Sự phụ thuộc ngày càng cao của Ukraine vào UAV cho thấy hậu quả của việc giảm mạnh vũ khí từ phương Tây tới Kiev. Mặc dù UAV không có tốc độ hoặc sức công phá như đạn pháo hoặc khả năng xuyên tường bằng bê tông, nhưng chúng rẻ hơn và dễ sản xuất hơn nhiều. Với việc viện trợ từ Mỹ và EU bị đình trệ, lực lượng Ukraine đang gặp thiếu hụt đạn dược, ngân quỹ và nhân lực. Nhiều lữ đoàn đã bị tiêu hao sau cuộc phản công mùa hè nhưng không tạo ra sự thay đổi lớn. Hiện tại, phía Ukraine đang cố gắng kiên trì cho đến khi có thêm nguồn lực. Tương tự như những tuần đầu tiên của xung đột, khi không có vũ khí từ phương Tây, việc thiếu hụt vũ khí đã khiến UAV trở thành một lựa chọn thay thế cho hỏa lực của pháo binh. UAV không thể bay xa và nhanh như đạn pháo binh, chúng cũng không có khả năng mang theo nhiều chất nổ hoặc có khả năng xuyên qua bức tường bê tông. Nhưng chỉ với vài trăm đô la Mỹ mỗi chiếc, UAV có giá rẻ hơn nhiều so với đạn pháo và dễ sản xuất hơn nhiều. Cả Nga và Ukraine đã tăng cường việc sử dụng máy bay không người lái trong vòng 6 tháng qua, khi chúng đã chứng minh tính hiệu quả trên các khu vực có địa hình chống trải và phẳng của Ukraine. Chúng chính xác hơn nhiều so với pháo binh, cho phép người điều khiển UAV theo dõi các phương tiện và lực lượng bộ binh đang di chuyển, trong khi pháo binh thường cần nhiều lần bắn mới có thể đánh trúng mục tiêu. Máy bay không người lái thường gần như luôn tấn công trúng mục tiêu. Mặc dù máy bay không người lái có hiệu quả trong việc chống lại bộ binh và các phương tiện, nhưng chúng không thể mang theo đủ chất nổ để phá hủy những công trình mà pháo binh có thể bắn xuyên qua. Ngoài ra, chúng bay chậm hơn rất nhiều so với đạn pháo binh, nên khi UAV tiếp cận, mục tiêu đã di chuyển. Đến nay, UAV chỉ đang giúp Ukraine ngăn chặn sự tiến của quân đội Nga xung quanh làng Robotyne ở phía nam thị trấn Orykhiv, vì một số đơn vị pháo binh trong khu vực đã được chuyển đến các khu vực khác trên mặt trận. Theo báo Politico Mỹ, Thủ tướng Viktor Orbán, người sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu vào cuối năm nay, có thể sẽ tăng cường ảnh hưởng đối với cơ quan này trước việc Chủ tịch Charles Michel sẽ ra đi theo dự kiến. Trước đó, ông Michel thông báo ông sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội EU năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ rời bỏ chức vụ hiện tại nếu giành chiến thắng. Trong trường hợp các nhà lãnh đạo EU không nhanh chóng tìm được người thay thế, nhiệm vụ của Chủ tịch EC về cơ bản sẽ do Thủ tướng Orbán đảm nhận. Trong cuộc phỏng vấn với ba hãng truyền thông Bỉ ngày 6 tháng 1, ông Michel cho biết nếu giành chiến thắng, ông sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi nhận vị trí mới vào giữa tháng 7. Chủ tịch EC nói, Hội đồng châu Âu có thể dự tính kịch bản này vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 và sau đó quyết định người kế nhiệm. Theo quy định của EU, Hungary sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của hội đồng từ tháng 7 đến tháng 12. Điều này có thể tạo ra tình huống mà Thủ tướng Orbán không nhận được kiểm soát, sẽ đảm nhận điều hành EC trong 6 tháng sau cuộc bầu cử châu Âu năm 2024. Tuy nhiên, theo Politico, các nhà lãnh đạo EU mong muốn tránh kịch bản như vậy. Suốt một thời gian dài, ông Viktor Orbán đã gây xung đột với các quan chức Bruxelles trong nhiều vấn đề. Ông đã chỉ trích chính sách di cư của EU và luôn phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng như việc gia nhập EU của quốc gia này. Ông cũng lên án các biện pháp trừng phạt của EU đối với Moscow, cho rằng chúng gây tổn hại cho nền kinh tế của khối. Hungary đã chặn gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Kiev, dự kiến sẽ được giải ngân từ năm 2024 đến năm 2027, đồng thời lên án quyết định của EU đóng băng hàng tỷ euro hỗ trợ cho Budapest. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến gặp nhau vào ngày 17 tháng 6 và ngày 27-28 tháng 6 năm nay, ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội EU. Theo Politico và các phương tiện truyền thông khác, họ dự kiến tận dụng cơ hội này để tìm người thay thế ông Michel trong trường hợp ông giành chiến thắng. Quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn bình thường, nếu không, nhiệm kỳ của ông Michel sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2024 nếu ông không giành ghế trong Quốc hội EU. Trước những chỉ trích, Chủ tịch Hội đồng EU đã bác bỏ cáo buộc rằng ông từ bỏ con tàu lớn mình vận hành trong bối cảnh khủng hoảng đang xảy ra ở Ukraine và Trung Đông.
Ông nhấn mạnh vẫn còn ít nhất 6 tháng tại vị và lưu ý rằng nửa cuối năm 2024 sẽ chứng kiến sự chuyển đổi chính trị to lớn đối với EU. Một thủy thủ người Mỹ tên Wen Hengzhao đang phải đối mặt với mức án 27 tháng tù vì bán ảnh chụp tài liệu quân sự cho tình báo Trung Quốc. Theo đó, ngày 8 tháng 1, trợ lý giám đốc phòng an ninh quốc gia thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, bà Larissa Clapp tuyên bố Wen Hengzhao đã phản bội lời thề với đất nước và đe dọa mọi người. Bà cũng cho biết anh Wen Hengzhao sẽ phải đối mặt với bản án 27 tháng tù và mức phạt 5.500 đô la Mỹ. Anh Zhao, 26 tuổi, từng là thủy thủ tại căn cứ hải quân ở hạt Ventura thuộc bang California. Hạ sĩ quan này đã thừa nhận được 15.000 đô la Mỹ từ một sĩ quan tình báo Trung Quốc để gửi ảnh chụp tài liệu quân sự từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023, hồi cuối năm ngoái. Các tài liệu rò rỉ bao gồm kế hoạch tập trận ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thông tin về lệnh hành quân, địa tín và cả thiết kế radar của căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản. Ban đầu, Zhao đối diện với các tội danh có thể lãnh án tới 20 năm tù. Bà Larissa Clapp nhấn mạnh, bản án lần này một lần nữa chứng tỏ tình báo Trung Quốc không thể ngăn cản FBI và đối tác bắt giữ, truy tố mọi gián điệp do họ tuyển mộ. Zhao cũng bị bắt cùng với thủy thủ Mỹ khác tên Jin Chao-wei vào tháng 8 năm 2023, cũng với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Wei được buộc tội tiết lộ thông tin về USS Essex, tàu đổ bộ tấn công mà thủy thủ này làm việc, cũng như các chiến hạm khác của Hải quân Mỹ. Thông tin sau cuối tiết lộ chứa hàng chục tài liệu kỹ thuật về vũ khí, hệ thống năng lượng và hoạt động của chiến hạm Essex. Ngày 7 tháng 1, tờ Bild đã đưa tin dẫn báo cáo từ quân đội Đức về sự xuất hiện của máy bay không người lái UAV đáng ngờ trên các căn cứ quân sự của nước này. Tờ Bild thông tin rằng, lần đầu tiên quân đội Đức đã phát hiện máy bay không người lái đáng ngờ hoạt động trên các căn cứ của họ, bao gồm cả các địa điểm được sử dụng để huấn luyện quân đội Ukraine là hồi tháng 10 năm 2022. Tại thời điểm đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phòng thủ nội địa Bundeswehr, tướng Karsten Breuer đã ra mệnh lệnh cho quân cánh sử dụng thiết bị gây nhiễu UAV để chống lại các máy bay không người lái xâm nhập. Tuy nhiên, theo tờ Bild, biện pháp này dường như không có hiệu quả và máy bay không người lái cỡ nhỏ vẫn tiếp tục hoạt động trên các căn cứ quân sự của Đức, mặc dù không có thêm biện pháp phòng thủ nào được triển khai để chống lại chúng. Tờ Bild cũng cho biết rằng các UAV đã được quan sát nhiều lần trên các cơ sở huấn luyện binh sĩ. Thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức Markus Faber, người được thông báo về vấn đề này, nói với tờ báo, UAV thường xuyên được phát hiện trên cơ sở huấn luyện quân sự Kaliet, nơi Bundeswehr dạy binh lính sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1. Theo ông Faber, đã có nhiều UAV được phát hiện trên một căn cứ cùng một lúc và không chỉ một lần. Trong khi đó, thư ký nhà nước của Bộ Quốc phòng Đức Neil Himmer, người truyền đạt quan điểm của Bộ tới các nhà lập pháp cho biết, cho tới nay, Bundeswehr chưa thành công trong việc bắn hạ một chiếc UAV hoặc tìm ra người điều khiển nó. Tờ Bild thông tin rằng, quân đội Đức đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để chống lại mối đe dọa từ UAV. Chỉ sau khoảng một năm kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy UAV được báo cáo vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, tuy nhiên, 2 tháng sau, vẫn chưa có kết quả rõ ràng vì đơn vị này cần sự cho phép cần thiết từ Bộ Nội vụ trước khi tiến hành hành động. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các nghệ sĩ. Thành viên Ủy ban Ngân sách Bundestag Andreas Gua, người giám sát quỹ trị giá 100 tỷ euro, tương đương 109,58 tỷ đô la Mỹ của Thủ tướng Olaf Scholz nhằm củng cố Bundeswehr, lập luận rằng, quân đội lẽ ra phải hành động nhanh hơn và lưu ý rằng Đức không được cho phép theo dõi các cơ sở huấn luyện quân sự. Một thành viên khác của Ủy ban Tài chính và Ngân sách Sebastian Schaefer đã chỉ trích quân đội vì thiếu chiến lược phòng thủ đối với UAV. Ông Faber cũng chia sẻ với Bill rằng các nghị sĩ cần kết quả từ lực lượng đặc nhiệm trong vài tháng tới. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều chưa có bất kỳ phản ứng nào đối với các diễn biến này. Báu vật kỳ lạ từ sa mạc Sahara được cho là có thể thay đổi sử sách về hệ mặt trời sơ khai. Theo Space.com, vào tháng 5 năm 2020, các tinh thể màu xanh lục kỳ lạ được phát hiện tại Etres, Algeria, gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học khi xác định được những báu vật này có thể đến từ vũ trụ. Nhu cầu tìm hiểu về nguồn gốc của chúng ta đã thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm vật liệu từ hệ mặt trời sơ khai. Các sứ mệnh như Osiris-Rex của NASA đã cố gắng lấy mẫu từ tiểu hành tinh lớn hơn trái đất chỉ để thu được vài trăm gram vật liệu. Với sự may mắn bất ngờ, các tảng đá rơi xuống Sahara được xác định là từ một thiên thạch mẹ lớn hơn có tên là Etres-002, có thể có giá trị không kém cạnh. Nghiên cứu mới đây trên tạp chí Nature Communications đã phân tích đồng vị trì và uranium trên Etres-002,
chỉ ra tuổi của nó gần 4.566 tỷ năm. Theo nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Evgeny Krestyaninov từ Trường Khoa học Trái đất ANU, các tảng đá thực sự là báu vật quan trọng đối với hành tinh học. Chúng thuộc về nhóm tiền hành tinh sơ khai của hệ mặt trời, là các vật thể nhỏ hơn và đầu tiên hình thành từ địa đá bụi quanh mặt trời non trẻ. Các tiền hành tinh này được cho là va chạm và phân tán theo các lý thuyết nhưng không biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, các mảnh vụn này hợp nhất lại với nhau, tạo thành các hành tinh như trái đất theo các lý thuyết đã được chứng minh. Trước đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ít nhất có 4 hành tinh đá phía trong của hệ mặt trời, sao thủy, sao kim, trái đất, sao hỏa đã hình thành theo cách này. Một số vật liệu từ các tiền hành tinh vẫn tồn tại dưới dạng thiên thạch, không hòa nhập với các hành tinh hiện tại, tạo thành một nhóm achondritate chưa được phân loại, tức là vẫn chưa rõ ràng về nguồn gốc cụ thể của chúng và mối kết nối với các vật thể sơ khai khác. Cấu trúc độc đáo của những vật liệu sơ khai này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của trái đất, mà còn là một mảnh ghép quan trọng trong việc tái tạo lại lịch sử ban đầu của hệ mặt trời. Các khám phá gần đây đã cho thấy rằng đoạn lịch sử cổ xưa này có thể phức tạp và đa dạng hơn nhiều so với những lý thuyết thông thường.